Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ năng bóng rổ. Tôi là Coach Minh Nghĩa. Trong những video trước của kênh Kỹ năng bóng rổ, chúng ta đã tìm hiểu về step back cũng như side step. Và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn vào kỹ thuật side step. Và một trong những cầu thủ sử dụng tốt kỹ thuật side step nhất hiện nay là Jason Tatum. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và đi sâu vào động tác của cầu thủ này. Vậy side step là gì? Side step là chúng ta bước ngang qua bên phải hoặc qua bên trái trong lúc chúng ta đang dẫn bóng để thoát được khỏi sự truy cản của đối phương và thực hiện được những quả ném thuận lợi. Side step cơ bản nhất là khi chúng ta dựng bóng, nếu bên phải, chúng ta sẽ bước qua bên phải như thế này, 1-2. Và bên trái chúng ta sẽ bước ngược qua bên trái, 1-2. Nó tương tự như động tác kỹ thuật trượt của chúng ta. Thì khi chúng ta bước qua bên phải thì là chân trái chúng ta điểm quan trọng. Khi chúng ta side step qua bên phải thì chân trái là chân dậm nhảy, là chân trái là chân dùng lực. Và sau đó các bạn bước chân phải qua, 1-2. Các bạn thực hiện lại bên phải, 1, chúng ta đập bóng một nhịp, dùng chân trái dùng lực và 1-2. Đó là bên phải, thực hiện lại động tác. Và bên trái thì là chân phải là chân dùng lực, mà chúng ta sẽ dùng chân phải đạp và bước chân trái qua bên trái, 1-2. Đây là side step cơ bản nhất. Và một trong những cầu thủ của NBA hiện nay sử dụng rất tốt bước side step này, đó là Jason Tatum. Tuy nhiên, anh ta có đưa vào một số những kỹ thuật nâng cao hơn của side step. Đó là anh ta sẽ set up bằng cách dẫn bóng một vài nhịp như thế này để khiến cho đối phương hoang mang, không biết là anh ta sẽ tấn công bầu rổ hay là ném. Và anh ta sử dụng một động tác gọi là hesitation trước khi anh ta thực hiện side step. Anh ta thực hiện set up một vài động tác có thể between the legs. Và từ đây, khi anh ta hesitation, tôi thực hiện lại một lần. Hesitation, 1-2. Vấn đề mấu chốt ở đây, trong bóng rổ chúng ta, khi chúng ta chưa chụp bóng thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Và anh ta sử dụng kỹ thuật hesitation này để tạo khoảng cách tốt hơn và luôn gây bất ngờ hơn đối với cầu thủ phòng thủ anh ta. Nguyên lý kỹ thuật này, chúng ta, các bạn thấy đây, between the legs, thì các bạn thấy chân trái đang là chân ở phía sau. Between the legs, chân trái đang là chân ở phía sau. Và lúc này chúng ta vẫn chưa bắt bóng lên, động tác này gọi là hesitation. Và ở vị trí này, khi chúng ta chuẩn bị bắt bóng thì anh ta thực hiện một động tác bước chân trái lên như thế này, between the legs, chân trái phía sau. Và sau đó chúng ta đưa hông lên, bước chân trái lên. Và sau đó sử dụng bước 1-2 để cách xa đối thủ để ném. Tôi thực hiện lại động tác, set up một vài động tác, between the legs, bước chân trái, 1-2. Thực hiện lại, between the legs, 1-2. Đó là qua bên phải. Ngược lại, qua bên trái thì anh ta cũng sử dụng between the legs, thì chân phải ở phía sau, hesitation, bước chân phải lên và 1-2. 1-2. 1-2. Footwork của bước side step này rất quan trọng, và để chúng ta làm quen với nó, sau đây tôi sẽ thực hiện một bài tập để chúng ta có thể từ từ làm quen với footwork của bước side step này. Nếu chúng ta qua bên phải thì thực hiện động tác đầu tiên là between the legs, chân trái phía sau, chân phải phía trước. Và sau đó chúng ta sẽ bước chân, khi chúng ta đang dẫn bóng như thế này, chúng ta sẽ bước chân trái lên phía trước, từ phía sau bước lên phía trước. Và sau đó side step bằng cách dùng chân trái đạp, bước chân phải qua, 1-2 như thế này. Và các bạn thực hiện 3 lần. Các bạn thực hiện động tác chụp bóng, thực hiện động tác chụp bóng đến vị trí elbow bên cánh đối diện. Tôi sẽ thực hiện động tác. Chúng ta xuất phát từ bên tay trái. 1-1-2. 1-1-2. Một trong những cách kết hợp giữa side step và step back rất hiệu quả trong thi đấu mà Jason Tatum hay thực hiện, đó là việc anh ta sẽ set up ở vị trí cánh. Anh ta set up một vài động tác dẫn bóng, và động tác cuối cùng sẽ là động tác between the legs. Và sau đó anh ta sẽ tấn công vào đối phương và side step ra bên ngoài. Ví dụ như thế này, khi anh ta thực hiện between the legs thì lúc này chân phải ở phía sau, anh ta đem chân phải lên phía trước, tấn công vào giữa hai chân của đối phương. Và sau đó sử dụng bước này làm bước dậm nhảy, bước chân trái qua bên
bước chân trái qua bên trái cũng như đồng thời về phía sau. 1, 2 để tạo khoảng cách với đối phương và thực hiện động tác ném. Ta cùng thực hiện. Và tương tự như vậy, lúc nãy chúng ta sẽ tấn công qua bên trái, sidestep qua bên trái. Và qua bên phải thì sẽ là động tác ngược lại, cũng set up một vài động nhịp. Và sau đó between the legs, đồng thời bước chân trái lên tấn công vào đối phương. Và sidestep chân phải 1, 2 ra ngoài để thực hiện động tác ném. Với những chia sẻ vừa rồi của kênh Kỹ Năng Bóng Rổ về kỹ thuật sidestep, và đặc biệt là signature move của vận động viên Jason Tatum, hy vọng sẽ giúp cho các bạn cải thiện được khả năng thi đấu của mình. Nhớ like và subscribe cho kênh Kỹ Năng Bóng Rổ. Xin chào và hẹn gặp lại.